Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Vũ Hồng đang ở góc ngã tư đường quốc lộ 50 với đường Tạ Quang Bửu. Vũ Hồng đang đứng trên đường Tạ Quang Bửu hướng về bên kia là chung cư Hoàng Anh Trai Việt. Phía bên tay phải mình á là bến xe quận 8. Mình rẽ về Nguyễn Linh, mình rẽ trái thì mình về cầu Nhị Thiên Đường, cầu Trà Già về quận 5 ha. Ngay đây là siêu thị Sang Hà, chợ Bình Đăng và đây là đường Tạ Quang Bửu. Mình đi thẳng qua bên kia là đường Phạm Hùng ha. Còn mình đi ngược lên đây là lên ủy ban dân phường 6, chung cư Pegasus mới. Thì hôm nay Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị và bạn một cái căn nhà nằm trong khu dân cư Bình Hưng, thì nó giáp ranh với phường 5 quận 8 này. Đây là chung cư Pegasus nè, nơi được mệnh danh giữa phố Tây, giữa lòng quận 8 đó cô chú anh chị bạn. Đó, thấy không? Chung cư Pegasus này ha. Để Vũ Hồng đảo một vòng cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đảo một vòng cái chung cư Pegasus này cho cô chú chị bạn xem nha. Nơi đây được mệnh danh là phố Tây giữa lòng quận 8 ha. Rồi vô đây, đi đường kia cũng được, đi đường này tắt cũng được. Đó chung cư nè. Ở đây giống như Tây ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Cô chú anh chị bạn. Đi vừa tay luôn ha. Chụp ở đây không khác gì ở nước ngoài luôn nha. Đó là chung cư Tara nè. Mình rẽ phải là về đường phía trước mặt là đường Tạ Quang Bửu, rẽ phải về ủy ban dân phường 6 quận 8 ha. Đó, đây là chung cư Tara Residence nè. Đó, còn chung cư Tara mới thì bên kia. Ủa, chung cư Pegasus mới bên kia. Còn câu là quá trời luôn ha. Cái căn nhà nằm phía sau đây thôi, không chạy qua đó ha. Khung cảnh giống như là trời Tây giữa lòng quận 8 luôn ha. Đó, cái đường nãy Vũ Hồng quẹo vô nè, mình đi thẳng luôn là đi qua bến xe quận 8, đi về hướng phường 5 quận 8 ủy ban ha. Bình Hưng. Ở đây vẫn còn là phường 5 quận 8 ha. À, đây phường 6, xin lỗi phường 6 quận 8 chứ ha. Đường này quẹo qua cũng được nè, đi đường này đường số 1 nè. Đây cũng được ha, đi đường nào cũng được, đây đường số 1 nè. Đường số 1 này thường xíu trước mặt mình bên trái mình là đường quốc lộ 50 nha. Những cái đường nhánh này là chạy ở quốc lộ 50 nè. Ở đây có công viên tự quản nè ha. Khu dân cư này, khu dân cư Bình Hưng, mình chạy thẳng ra ngoài kia là đường số 10 ha. Đường phía trước mặt mình đó là đường số 18 nè, mình rẽ bên tay phải nha. Đây
Hồng đang đi trên đường số 18 ha. Căn nhà mình nằm bên tay phải nha. Đẹp ha. Và giấy nữa. Rồi căn nhà số 80 đường 90 đường số 18 là căn nhà ngay chỗ hai cây xoài này bên tay phải này nha. Hai cô chú anh chị bạn ha. Nhà này nè ha, ngay mấy cây xoài nè. Đây tới căn nhà rồi ha. Căn nhà số 90 đường số 18. Cô chú anh chị biết đây ở đâu không? Ở thành phố Hồ Chí Minh á, không phải ở quê đâu nha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng đang ở đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì gần ngay góc ngã tư đường Tạ Quang Bửu với đường quốc lộ 50 nha. Và cái chung cư phía trước mặt chú Hồng đó là chung cư Pegasus. Chung cư Pegasus 2 ha. Và kế bên á, bên tay phải á, là chung cư Pegasus 1 nằm trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 luôn. Đó, chung cư đó là thuộc phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Chung cư Pegasus 1 là được mệnh danh là thiên đường phố Tây giữa lòng quận 8 ha. Là nơi mà giới trẻ hay tới đó check-in rất là nhiều luôn ha. Thì nó ở phía sau lưng nhà mình chứ không có đâu xa đâu. Vũ Hồng đang đứng ở đây là đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, nằm phía ngoài của khu dân cư Phong Phú 5 ha. Thì con đường số 18 là con đường song song với đường số 10 và vuông góc với đường quốc lộ 50, song song với đường Tạ Quang Bửu ha. Còn những con đường số lẻ thì sẽ song song với đường quốc lộ 50. Trước tiên Dũng mong cô chú anh chị và các bạn xem kênh Nhà đất Sài Thành thì hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông. Nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ha. Và hôm nay bất động sản kế tiếp là Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú chị bạn một căn nhà nằm ở khu dân cư Bình Hưng. Địa chỉ nhà mình là số 90, đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì cái đường này là đường số 18 nha, đường số 18 ha. Đi thẳng ra ngoài đó là đường quốc lộ 50, bên trái là ngã tư đường quốc lộ 50 với đường Tạ Quang Bửu, ngay bến xe quận 8 đó cô chú anh chị và các bạn. Còn hướng bên đây nè, hướng bên đây mình sẽ đi về khu dân cư Phong Phú. Bên đó là đi qua quẹo phải là qua đường Tạ Quang Bửu ha, ngay chỗ chung cư Pegasus 1 và chung cư Tara. Ở đây gần ủy ban dân quận 8, gần trung tâm hành chính quận 8, gần trung tâm hành chính của phường 5 quận 8 luôn ha. Còn đi qua quận 1, quận 5 thì rất gần, qua quận 1 đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ, qua quận 5 thì mình đi qua cầu Nguyễn Chí Phương với cầu Nhị Thiên Đường. Cầu Chà Già là mình đi qua bên được quận 5 ha. Thì từ đây qua quận 5 khoảng 5 phút thôi. Từ đây ra bến xe quận 8 thì 2 phút. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn hôm nay là căn nhà địa chỉ số 90, đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu dân cư mới ha. Khu dân cư mới thì có lề đường được duyệt theo mọi tỷ lệ 1:500 của kiến trúc sư trưởng á. Thì có lề đường, có lòng đường. Và nhà xây dựng có khoảng lùi trước, khoảng lùi sau. Đó, nhà thì khu này là khu dân cư hiện hữu ổn định rồi ha. Nghĩa là khu dân cư mới nhưng mà nó đã có sổ rồi. Thì nó thành hiện hữu ổn định rồi. Nên mình mua mình không có sợ, quy hoạch giải tỏa gì ha. Ở đây thì nó có một điều đặc biệt nữa là đã có giấy chủ quyền Hồng. Nhà mình một trệt một lầu, có giấy chủ quyền Hồng hoàn công rồi ha. Nên mình yên tâm ha, để chú Hồng cho cô chú chị bạn xem sổ trước luôn. Ở nhà thì nó cũ, về cô chú chị bạn lót lại gạch với sơn tường lại là ở nha. Căn nhà này có kích thước ngang là 4m và chiều dài là 20m ha. Và đây để Vũ Hồng mở sổ cho cô chú chị bạn xem nha. Đây địa chỉ nhà mình á, là số 90, đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái sổ này là sổ mới ha. 23 tháng 3
năm 2023 luôn ha. Và đây sổ hoa hổ hồng đã được hoàn công một trệt một lầu rồi ha. Sổ hồng một trệt một lầu đã được hoàn công rồi nha. Trước nhà có hai cây xoài ha. Đề đường thì rộng nha. Mình đi thẳng ra đường này gặp quốc lộ 50 đó, gần ngã tư quốc lộ 50 với đường Nguyễn Linh. Ở khu này thì ngân hàng đồ đầy đủ hết ha. Trường học ngân hàng đồ đầy đủ hết nha. Trường Tạ Quang Bửu, trường Sư Việt Anh, trường Bông Sao, trường Chánh Hưng. Trường Hoàng Minh Đạo. Nói chung là đầy đủ trường học hết ha. Và đây cô chú chị Ban ơi, ở dưới tầng trệt của nhà mình nè. Thời xưa dự án này được duyệt những năm 2000 á, thì ở phía sau nhà mình có một khoảng thông hành đi dịch nha. Ở phía sau nhà có một khoảng thông hành đi dịch. Nhà này thì cũ rồi. Mình mua về mình phải sơn sửa lại, mình lót nền là mình mới ở được nha. Nó cũ rồi cô chú chị Ban ơi. Thì nhưng mà kết cấu thì chắc bê tông cốt thép có sẵn rồi, về mình sửa lại mình ở thôi. Đó. Ngang 4m và dài 20. Căn nhà này trước đây là chủ nhà kêu là 6.9 tỷ, nay chủ giảm giá, vừa làm sổ xong á, làm sổ hoàn công xong, chủ giảm giá còn là 6.5 tỷ ha. 6.5 tỷ giá này cũng có bớt nữa, cô chú chị bạn tới gặp trực tiếp chủ đi, rồi Vũ Hồng sắp xếp gặp trực tiếp chủ để mình làm việc thêm về giá nha. Giá 6.5 tỷ là có thương lượng nha cô chú chị bạn. Sổ hồng mới hoàn công luôn ha. Ở dưới chợt thì có một cái nhà, do nhà mình nó dài nên ở dưới chợt thì chủ nhà có làm một cái phòng ở dưới nè. Ở dưới chợt có một cái phòng ha. Và phía sau là gian bếp. Phía sau là gian bếp. Nhà mình thì cũng cũ nhưng mà kết cấu còn chắc, không có bị nứt, nên mình về mình sơn sửa lại, mình lót gạch lại mình ở ha. Đây gian bếp của nhà mình đây. Và ở phía sau cô chú chị bạn, ở phía sau thì mình sửa sau có thêm cái khoảng thông hành đi dịch phía sau này cô chú chị bạn. Thời xưa là phải chừa vậy luôn nè. Đó, phía sau khoảng thông hành đi dịch phía sau nè ha. Phía sau lưng là có khoảng thông hành đi dịch ha. À, mình xây mới thì mình xây dựng được một trệt với ba lầu nha, có cửa sau nè ha. Còn nếu như mà mình để vậy thì nhà mình có sổ hồng hoàn công rồi. Ở đây có xé nứt một chút xíu về cái này, cái phòng mà về kết cấu thì nó không bị nứt. Nhà một trệt một lầu ha. Diện tích đất của nhà mình là 80m², đất ở tại đô thị ha, thuộc khu dân cư mới nha. Khu dân cư mới hiện hữu ổn định luôn, khu dân cư mới nhưng mà đã cấp giấy chủ quyền rồi nên không có quy hoạch giải tỏa gì tiếp theo nha cô chú chị bạn. Nói chung là cái này thì đã ổn định rồi ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Đất Động Sản thì mình hãy đăng ký kênh nha cô chú chị bạn. Mình đăng ký kênh và nhớ bật cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành nha. Còn nếu như mình đã đăng ký kênh và đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành rồi thì mình hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở phân khúc 6.5 tỷ này, diện tích lớn, đường ô tô, khu dân cư mới gần quận 5, gần quận 1, thì mình chia sẻ cái video clip này ha cho bạn mình bè mình mua về để sửa lại ở nha. Nhà thì lót gạch mà giống như đá mài á cô chú chị bạn. Rộng ha, ở dưới trệt có một phòng nha. Và Vũ Hồng quay ở phía sau trước cho cô chú chị bạn xem ha. Nhà vệ sinh trên lầu thì khá rộng ha. Nhà vệ sinh trên lầu nè. Cái nhà vệ sinh bằng cái phòng luôn á cô chú chị bạn. Đây mình làm một tấm đứng, một tấm nằm gì cũng được hết ha. Rộng quá rộng luôn. Ở phía sau có một phòng nè. Ở phía sau có cái cửa sổ lớn
nhìn ra cái khoảng thông hành thì dịch ở phía sau ha. Vũ Hồng xin nhắc lại kích thước của cái nhà mình đó là ngang là 5m, dài là 20, ngang là 4m, dài 20m ha. Tổng diện tích đất được công nhận là 80m² đất ở tại đô thị nha. Mua bán thì sang tên giấy chủ quyền Hồng mới luôn, 2023 luôn. Được cấp ngày 23 tháng 3 2023 ha. Máy mình máy đúc luôn nha cô chú chị bạn. Xin nhắc lại căn nhà địa chỉ số 90, đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nằm gần góc ngã tư đường Tạ Quang Bửu với đường quốc lộ 50, gần bến xe quận 8, gần cầu Nhị Thiên Đường, gần cầu Xà Già. Căn nhà thì chủ đang kêu bán với giá là 6,5 tỷ nha, 6,5 tỷ ha. Đây cái ban công phía dưới nhà mình đây ha. Dưới sân nhà mình nè. Cái đường dưới nhà đây. Nhà mình có cái điều đặc biệt, nhà mình đó là có sổ hồng ha. Sổ hồng xây một trệt một lầu nhưng mà có sổ hồng rồi nha. Phía trước này mình để xe đồ ha. Rồi xe hơi, có xe hơi thì đậu trong nhà. Rồi cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ số 80-90, đường số 18, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy đăng ký kênh và bật chuông. Còn nếu mình đã nhiều lần xem thì mình hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà ha. Và nếu như mà mình muốn đi xem nhà thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Xem kênh nhớ cho Vũ Hồng một like ủng hộ nha cô chú chị bạn. Cái đường đi về Vũ Hồng hướng dẫn cái đường đi của nhà mình thì mình đi từ đường số đường quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường đổ vào cầu Thiên Đường, qua đường Tạ Quang Bửu thì mình đi vào đường số 18 của khu dân cư Bình Hưng thì nhà mình nằm bên tay phải ha. Đường số 18 là đường vuông góc với đường quốc lộ 50 nha. Đó, đường số chẵn là đường vuông góc với quốc lộ 50, đường số lẻ là đường song song với đường quốc lộ 50 nha. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết các clip review nhà ha. Và Vũ Hồng xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn ở những cái video lần sau nha.